Nam là sẽ ăn thử là bột chiên 55 Phùng Giang Cung. Ăn thử như thế nào nha. Tôi thử đây nha. Đặt trên Grab. Grab Food. Phần này 20 ngàn, mấy trứng quên rồi. Hai trứng. Hai trứng luôn à. Ngon quá. Nó có cho cái gì thêm mà này là cái gì nước à. Nước này nước sốt hay nước tương vậy? Nước sốt. Sốt mà pha nó pha thẳng này đó thì dứt ra đi, dứt ra đi, dứt ra được không? Ừ, dứt ra đi đó rồi ăn đi. Ớt chín ớt rồi. Hai trứng gì thấy nhiều quá, mấy hộp quá trời luôn trời. Hộp này ăn ngon ấy không? Ừ. Ừ, nhìn có vẻ ngon nhỉ, ăn thử là ngon. Để nãy giờ hết. Được rồi ha. Tôi gắt cái lỗ nhỏ lắm để tôi lên hình cho ông cho đẹp quá. Trời nó rưới, nản ghê không? Tắt đi. Để cắn được thêm chút nữa. Thôi chứ tưới gì đó, vừa ăn chưa mà tưới dữ gì. Hết bịch đèn luôn á. Gì ghê vậy? Ừ, để lấy cái này mình chấm cho nó thấm. Chứ không biết nó đâu thấm đâu, bột mà. Chứ chưa chưa ngọt ngọt. Nó chỉ có bột chiên với trứng, có gì nữa không? Ừ, ở dưới là để đu đủ. Đu đủ hả? Nè. Thử ngon không? Ở dưới quê của mình là người ta làm cải chứ người ta không có làm nổi đu đủ. Làm cải hả, dưới quê làm cải hả? Ủa sao không ngùng? Dưới quê mình bột chiên mình là cải. Trời ơi nhiều vậy. 20 ngàn ăn thấy no nóc luôn trời. Này có 20 hả? Mày giòn đúng không? Ừ. Đâu đủ nha, giòn. Bột chiên 55 Phùng Giang Cung quá ngon luôn, 20 ngàn, quá chất lượng. Như có bột rồi đủ hai trứng, nhìn cái hộp quá đã chắc nha.